Thưa quý vị, với tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, nhiều địa phương đã và đang nỗ lực khôi phục lại các hoạt động du lịch, qua đó thu hút đông đảo du khách đến trong thời gian qua, nhất là vào các dịp lễ. Tại thành phố Đà Nẵng, ngành du lịch cũng đang được tạo đà để khởi động lại, không chỉ khai thác những sản phẩm du lịch đặc trưng mà còn liên tục đưa ra những sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn để tăng sự trải nghiệm cho khách, để du khách thực sự tận hưởng Đà Nẵng khi đến tham quan du lịch tại thành phố. Khai trương tuyến du lịch đường thủy nội địa từ bờ ra đảo Đà Nẵng, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hay ngày hội khinh khí cầu. Đây đều là những sản phẩm mới, nổi bật của thành phố, đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại Đà Nẵng. Như vậy thì rất là hoành tráng, rất là vui, mà nó có một cái không khí lễ hội rất là rõ rệt. Thật ra thì Đà Nẵng cũng đã đi nhiều lần rồi. Đây là cái lần đi du lịch đầu tiên sau mùa dịch đó. Bởi vì Đà Nẵng có nhiều điểm để tham quan, nhiều rồi mỗi lần tới thì thấy nó có những cái đổi khác của thành phố, khiến cho người đã đi có bao nhiêu lần ta quay trở lại cũng thấy có những điểm mới để khám phá. Bên cạnh đó, các khu điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng sau khi mở cửa trở lại cũng đã đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường và xây dựng nhiều hạng mục mới, hấp dẫn để thu hút du khách. Đặc biệt trong 3 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, một số khu điểm có lượng khách lớn như khu du lịch Sunway Banana Hills khoảng 18.500 khách, nâng tổng lượng khách từ ngày 18 tháng 3 đến nay khoảng hơn 30.000 lượt. Công viên siêu khoáng nóng núi Thần Tài khoảng 9.000 khách, nâng tổng lượng khách từ đầu năm đến nay khoảng hơn 28.000 lượt. Mikazuki khoảng 4.000 khách, danh thắng Ngũ Hành Sơn khoảng 4.500 khách. Thì thực sự là cuộc sống con người nơi đây, rồi không gian cảnh quan tất cả đều rất là đẹp. Công tác phòng chống dịch của các đơn vị tổ chức rất là tốt, an toàn. Mình mong có thêm rất nhiều lần nữa, cơ hội nữa để quay trở lại với Đà Nẵng. Để thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, Đà Nẵng xác định tập trung vào thị trường khách nội địa. Theo đó, thành phố đã triển khai kích cầu du lịch năm 2022 với chủ đề Tận hưởng Đà Nẵng, Enjoy Đà Nẵng. Với sự đồng hành của hơn 200 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cùng nhiều gói sản phẩm hấp dẫn, độc đáo, khởi động cho mùa du lịch cao điểm, kéo du khách quay trở lại thành phố. Số lượng du khách đăng ký các gói sản phẩm này đang gia tăng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp cùng với Hiệp hội Du lịch để có thể kiểm tra, giám sát cái việc triển khai các cái gói combo kích cầu như vậy từ các doanh nghiệp đến du khách, đảm bảo du khách có những cái trải nghiệm trọn vẹn khi mà tham gia các cái gói kích cầu như vậy. Theo Tổng cục Du lịch, Đà Nẵng là một trong 5-6 địa điểm trung tâm lớn phát triển du lịch của Việt Nam. Trong 2 năm qua, mặc dù đại dịch hoành hành, song khả năng đáp ứng và nhu cầu cần đủ của Đà Nẵng luôn được thành phố đáp ứng để phục vụ khách nội địa và sẵn sàng đón khách quốc tế. Theo đó, với chương trình kích cầu du lịch năm 2022, lãnh đạo Tổng cục Du lịch đánh giá đây là sản phẩm mới tuyệt vời, đồng thời nhận định Đà Nẵng tập trung vào nguồn khách du lịch nội địa vào thời điểm này là đúng đắn. Trong cái lúc mà chúng ta mở cửa từ ngày 15 tháng 3, cái khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 3 cho đến khoảng tháng 9, tháng 10, thông thường từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 sang năm, thì khách quốc tế mới là mùa đến với chúng ta. Do vậy, từ đây cho đến ngày tháng 9, tháng 10 là cái lúc mà chúng ta chuyển dịch, chuyển mình để chúng ta thu hút và đón khách nội địa là cơ sở hạ tầng. Cơ sở để chúng ta làm tốt nội dung đó để đón khách quốc tế đến với chúng ta. Đây là đường đi rất đúng của Đà Nẵng. Từ đầu năm 2022 đến nay, có thể thấy rõ sự phục hồi của ngành du lịch Đà Nẵng. Khi dịp Tết âm lịch, thành phố có tổng lượt khách tham quan du lịch đạt gần 36.000 lượt. Còn dịp Dỗ Tổ Hùng Vương trong 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4 mới đây đã đạt gần 78.000 lượt khách, tăng gấp hơn 2 lần. Với việc đẩy mạnh các sản phẩm mới, cùng với đảm bảo an ninh, an toàn và môi trường cho du khách, chắc chắn du lịch Đà Nẵng sẽ không chỉ dừng lại ở con số trên, qua đó khôi phục trở lại hoàn toàn như trước thời điểm Covid-19 và có thể phát triển rực rỡ hơn.